Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em bài 17, chủ đề 5, trang 86, sách giáo khoa khoa học tự nhiên lớp 7, bộ sách Chân trời sáng tạo. Bài học của chúng ta ngày hôm nay đó là ảnh của vật tạo bởi gương phẳng. Mục tiêu của chúng ta sau khi học xong bài này cần đạt được đó là: thứ nhất là nêu được tính chất ảnh của vật qua gương phẳng và dựng được ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng. Thứ hai là vẽ được hình biểu diễn và nêu được khái niệm ảnh của vật tạo bởi gương phẳng. Và thứ ba là vận dụng được định luật phản xạ ánh sáng trong một số trường hợp đơn giản. Có một câu hỏi được đặt ra cho chúng ta đó là: vì sao ở xe cứu thương và xe cứu hỏa lại thường có các dòng chữ được viết ngược như ở hình A và hình B? Vậy để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vào bài học ngày hôm nay. Mục đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu đó là tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện thí nghiệm số 1, đó là tìm hiểu tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng. Dụng cụ chúng ta cần chuẩn bị bao gồm: thứ nhất là một gương phẳng, thứ hai là một tấm bìa làm màn chắn và thứ ba là một cây nến hoặc một dụng cụ học tập. Tiến hành thí nghiệm chúng ta sẽ gồm có 3 bước như sau. Bước thứ nhất đó là đặt gương phẳng thẳng đứng ở trên mặt bàn. Bước số 2 là đặt cây nến đã được thắp sáng ở trước gương và quan sát ảnh của nó trong gương. Và chúng ta gọi nến quan sát được trong ảnh, quan sát được trong gương là ảnh của nến tạo bởi gương phẳng. Bước số 3 đó là dùng tấm bìa đặt phía sau gương để kiểm tra xem có hứng được ảnh của nến tạo bởi gương phẳng hay không. Chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi số 1 trong mục này. Từ thí nghiệm số 1, em hãy cho biết ảnh của nến tạo bởi gương phẳng có hứng được trên màn chắn hay không. Điều đó cho thấy ảnh của vật tạo bởi gương phẳng có tính chất gì? Thì qua thí nghiệm trên ta thấy là ảnh của nến tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn. Điều đó cho thấy là ảnh của vật tạo bởi gương phẳng chỉ có tính chất là ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn. Vì ảnh của vật tạo bởi gương phẳng chỉ có tính chất ảnh ảo. Chỉ là ảnh ảo. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vào thí nghiệm số 2, đó là khảo sát vị trí, độ lớn ảnh của vật được tạo bởi gương phẳng. Chuẩn bị cho thí nghiệm này chúng ta gồm có: thứ nhất là một tấm kính trong suốt được gắn vào trong giá đỡ, hai cây nến giống y hệt nhau, bật lửa và một chiếc thước nhựa mỏng. Tiến hành thí nghiệm chúng ta gồm 2 bước như sau. Bước thứ nhất đó là đặt nến số 1 ở trước tấm kính và cách tấm kính một khoảng là 3 cm, rồi quan sát ảnh của nến 1 qua tấm kính. Bước số 2 là đặt thêm nến số 2 ở phía sau tấm kính, sao cho trùng với vị trí ảnh của nến số 1, thắp sáng nến số 1 và quan sát nến số 2. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau đi trả lời những câu hỏi được đưa ra ở trong mục này như sau. Trong câu hỏi số 2 người ta hỏi rằng là ở thí nghiệm 2, vì sao cần thay gương phẳng bằng tấm kính trong suốt? Chúng ta cần thay tấm gương phẳng bằng tấm kính trong suốt bởi vì tấm kính sẽ vừa tạo được ảnh của ngọn nến thứ nhất, vừa cho ta nhìn thấy những gì ở phía sau tấm kính. Do đó có thể giúp chúng ta dễ dàng đo và so sánh được khoảng cách từ ảnh đến gương phẳng với khoảng cách từ vật đến gương. Thay gương phẳng bằng tấm kính. Giúp ta vừa quan sát được ảnh của nến ngọn nến thứ nhất, vừa được nhìn thấy những gì ở phía sau của tấm kính. Giúp chúng ta vừa nhìn được
Ở câu hỏi số 3, sau khi thắp sáng nến số 1, nhìn vào gương em có thể thấy được dường như nến số 2 cũng sáng lên. Và hãy giải thích vì sao. Điều này xảy ra là bởi vì độ lớn của ngọn nến số 2 của cây nến số 2 với ảnh của cây nến số 1 bằng nhau, cho nên là khi thắp sáng nến 1 thì ảnh của nó xuất hiện đúng vị trí đứng của ngọn nến số 2, khiến nó dường như cũng đang sáng lên. Câu hỏi số 3. Do kích thước hai ngọn nến bằng nhau. Nến số 2 đứng đúng vị trí ảnh của ngọn nến số 1. Nên khi thắp sáng nến 1, thì nến 2 cũng dường như đang cháy. Ở câu hỏi số 4, người ta hỏi rằng là từ thí nghiệm số 2 hãy nêu nhận xét về A, đó là khoảng cách từ ảnh đến gương phẳng so với khoảng cách từ vật đến gương. Và câu B, đó là độ lớn của ảnh tạo bởi gương phẳng so với độ lớn của vật. Thì ở câu A, khoảng cách từ ảnh đến gương phẳng bằng khoảng cách từ vật đến gương. Câu A, đó là khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương. Còn ở câu B, độ lớn của ảnh tạo bởi gương phẳng sẽ bằng độ lớn của vật. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vào mục số 2, đó là dựng ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng. Xét một điểm sáng S được coi là một nguồn sáng nhỏ đặt trước một tấm gương phẳng. Để dựng ảnh S vậy của S tạo bởi gương phẳng thì ta có thể thực hiện như sau. Bước thứ nhất đó là từ điểm S, chúng ta hãy kẻ hai tia sáng tới đó là SI và SK đến gặp gương tại điểm I và K. Vẽ tia phát tuyến IN và KN phẩy. Rồi từ đó vẽ hai tia sáng phản xạ tương ứng đó là IR và KR phẩy. Và làm sao cho các góc phản xạ phải bằng các góc tới tương ứng theo đúng định luật phản xạ ánh sáng. Bước số 3 đó là kéo dài IR và KR phẩy cắt nhau ở S phẩy. Và S phẩy là ảnh ảo của S, được mô tả như ở hình 17.3. Khi đặt mắt hứng chùm tia sáng phản xạ thì ta sẽ nhìn thấy ảnh S phẩy và có cảm giác như là ánh sáng xuất phát từ S phẩy truyền đến mắt ta. Dựng ảnh của một vật sáng. Ở trong hình 17.4 cho thấy ảnh A phẩy B phẩy của một vật hình mũi tên AB là tập hợp ảnh của tất cả các điểm ở trên vật. Ảnh của vật sáng tạo bởi gương phẳng được vẽ đối xứng với vật qua gương phẳng. Ở trong câu hỏi luyện tập trang số 88, người ta hỏi rằng một miếng bìa hình tam giác vuông đặt trước một gương phẳng như hình dưới, hãy dựng ảnh của miếng bìa tạo bởi gương phẳng G. Và các bước thực hiện như sau. Bước thứ nhất đó là chúng ta sẽ dựng A phẩy, B phẩy, C phẩy lần lượt là các điểm đối xứng với A, B và C qua gương phẳng G. Kẻ CH vuông góc với gương, cắt gương tại điểm H. A là điểm nằm trên đoạn CH, kẻ C
kéo dài AH và lấy điểm A' sao cho A'H bằng AH. Lấy điểm C' sao cho C'H bằng CH. Như vậy ta đã được hai điểm A' và B và C', lần lượt là ảnh của điểm A và C thông qua gương. Kẻ BK vuông góc với gương, kéo dài BK lấy điểm B' sao cho B'K bằng BK. Ta được điểm B' là ảnh của B qua gương. Bước thứ hai đó là nối 3 điểm A', B', C'. Ta sẽ được ảnh A', B', C' của miếng bìa ABC. Để kết thúc cho phần này thì chúng ta sẽ có 3 cái lưu ý như sau. Thứ nhất đó là cắt tia sáng từ điểm S tới gương phẳng cho tia sáng phản xạ có đường kéo dài đi qua ảnh ảo S'. Thứ hai là ảnh của một vật sáng là tập hợp ảnh của tất cả các điểm nằm trên vật. Thứ ba là ta sẽ nhìn thấy ảnh ảo S' của điểm sáng S khi các tia sáng phản xạ lọt vào mắt có đường kéo dài đi qua ảnh S'. Ở trong câu hỏi phần vận dụng, người ta nói rằng hãy đoán xem chữ đã được vẽ trên tờ giấy ở hình bên là chữ gì và giải thích vì sao. Và câu trả lời đó là dòng chữ đã được viết trên tờ giấy đó là chữ mắt, vì ảnh của vật qua gương phẳng có chiều ngược lại so với chiều của vật. Ở câu hỏi số 2 đó là giải thích câu hỏi ở phần mở đầu của bài học này. Thì câu hỏi ở phần mở đầu người ta hỏi rằng là tại sao ở trên đầu xe của các cái xe cứu thương hay cứu hỏa các cái dòng chữ lại được viết ngược như vậy. Thì bởi vì là để dành cho những cái phương tiện đi phía trước, thông qua gương chiếu hậu thì tài xế sẽ nhìn thấy đúng cái chiều của cái chữ đó và biết rằng là phía sau nó là xe cứu hỏa hay là xe cứu thương và sẽ nhường đường cho các cái xe ưu tiên để đi qua. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cái loại kính được gọi là kính tiềm vọng. Kính tiềm vọng là dụng cụ giúp quan sát các vật bị che khuất tầm nhìn. Kính tiềm vọng phục vụ cho mục đích quan sát trong các chiến hào, trong một số tháp súng, trong những cái xe bọc thép và trong tàu ngầm. Vậy thì trong thực tế chúng ta hoàn toàn có thể chế tạo ra một cái chiếc kính tiềm vọng đơn giản với các cái dụng cụ như sau. Dụng cụ vật liệu bao gồm tấm bìa cứng, hai tấm gương phẳng nhỏ hình vuông, kéo, dao cắt và băng dính. Tiến hành, chúng ta sẽ tạo nếp gấp và khoét hai lỗ hình vuông ở hai mặt đối diện, khoét các khe hở nghiêng 45 độ như ở hình A. Dán các mép gấp để tạo thành một hộp hình chữ nhật như ở hình B. Luồn hai gương phẳng thông qua hai khe hở, sao cho hai mặt phản xạ của chúng sẽ hướng vào nhau như ở hình C đây. Sử dụng kính tiềm vọng tự chế tạo để quan sát các vật bị che khuất tầm nhìn. Để kết thúc cho bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi giải quyết hai câu hỏi ở cuối bài. Câu hỏi thứ nhất đó là cho một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng, cách gương là 4 cm. Hãy dựng ảnh S' của S tạo bởi gương phẳng theo hai cách. Cách thứ nhất đó là áp dụng tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng. Thứ hai đó là áp dụng định luật phản xạ ánh sáng. Câu hỏi số 1 này chúng ta sẽ giải quyết như sau. Ở câu A, ảnh S' của S được áp dụng tính chất ảnh của vật tạo bởi gương phẳng. Chúng ta sẽ dựng điểm S' đối xứng với điểm S qua gương. Ta sẽ thực hiện như sau. Từ S hạ SH vuông góc với gương tại điểm H, kéo dài SH và lấy điểm S' sao cho S'H bằng SH và bằng 4 cm. Như vậy S' là ảnh của S qua gương phẳng. Còn ở câu B, ảnh S' của S được áp dụng định luật phản xạ ánh sáng. Và các bước chúng ta xác định điểm S' như sau. Bước thứ nhất đó là từ điểm S thì chúng ta sẽ vẽ những chùm sáng tới đó là SI1 và SI2. Bước thứ hai đó là áp dụng định luật phản xạ ánh sáng, vẽ chùm tia sáng phản xạ được giới hạn bởi các tia sáng phản xạ đó là I1, R1 và I2, R2. Bước thứ ba đó là tìm ra điểm S' của chùm sáng phản xạ bằng cách kéo dài các tia I1, R1 và I2, R2 này sao cho chúng cắt nhau. Và cắt tại đâu thì đó chính là điểm S' là ảnh ảo của điểm S. Trong câu hỏi số 2, hình dưới biểu diễn một học sinh đứng cách gương phẳng 2m, có một bức tường ở phía sau cách học sinh là 1m. Vậy ảnh của bức tường tạo bởi gương phẳng cách nơi học sinh đứng là bao nhiêu mét? Vậy thì chúng ta sẽ có một cái sơ đồ phác họa như sau. Gọi khoảng cách từ bức tường đến học sinh là AB, đó là khoảng cách 1m. Khoảng cách từ học sinh đến gương là BC là 2m. Như vậy, khoảng cách từ bức tường đến gương là đoạn AC, đó là 1 cộng với 2 và bằng 3m.
Chúng ta gọi khoảng cách từ ảnh của bức tường đến gương là CA phẩy. Suy ra đó là CA phẩy sẽ bằng với AC và cũng bằng 3 mét. Như vậy, khoảng cách từ ảnh của bức tường đó là điểm A phẩy cho tới nơi học sinh đứng đó là điểm B sẽ có khoảng cách là 2 cộng 3 và bằng 5 mét. Vậy là thầy và các em đã tìm hiểu xong bài số 17, ảnh của vật tạo bởi gương phẳng thuộc chủ đề 5 trang 86, sách giáo khoa khoa học tự nhiên lớp 7, bộ sách Chân trời sáng tạo. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo.